Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự sáng chủ nhật ngày 13 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Xúc tiến thành lập mới và nâng cao chất lượng hợp tác xã. Người dân Ngân Sơn tích cực sản xuất vụ xuân. Thưa quý vị khán giả, nhằm đạt được mục tiêu có thêm 35 hợp tác xã được thành lập mới trong năm 2022, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, vận động thành lập mới và nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã hiện có. Những hoạt động hiện đang được Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai hỗ trợ thành lập hợp tác xã mới là hướng dẫn, tư vấn giúp người dân, tổ chức, nhóm sở thích, tổ hợp tác về trình tự thủ tục thành lập hợp tác xã, hồ sơ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã, thủ tục tiếp nhận chính sách hỗ trợ thành lập hợp tác xã mới. Thông qua công tác tư vấn, vận động thành lập hợp tác xã sẽ giúp người dân và các tổ chức nắm rõ hơn chủ trương phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, những lợi ích, quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã để đi vào hoạt động, từng bước đạt hiệu quả. Hiện toàn tỉnh có gần 180 hectare chè đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, Việt Gáp và hữu cơ. Tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục mở rộng diện tích cây chè đạt các tiêu chuẩn này. Chỉ tính riêng trong năm 2021 vừa qua, toàn tỉnh đã thực hiện được 20 hectare mô hình trồng chè thâm canh theo hướng Việt Gáp, 5 hectare chè thâm canh theo hướng hữu cơ và 12 hectare chè giống mới chất lượng cao tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể và xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới. Bên cạnh đó, tỉnh còn xây dựng mô hình chế biến cho 3 sản phẩm là chè xanh thơm, chè sợi, chè kim ngân mới tại Hợp tác xã chè Mỹ Phương, huyện Ba Bể và Hợp tác xã nông nghiệp thanh niên Như Cố, huyện Chợ Mới. Qua đánh giá, hai hợp tác xã này đã áp dụng đúng các quy trình chế biến và sản xuất được các sản phẩm chè đạt chất lượng theo yêu cầu. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2022 và những năm tiếp theo, tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình chè đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, Việt Gáp hoặc hữu cơ với các giải pháp như khuyến khích nhân dân đẩy mạnh sản xuất theo hướng an toàn, hạn chế sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa, áp dụng các quy trình kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Tỉnh Bắc Cạn đặt mục tiêu đến năm 2025 có 750 hectare chè đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, có nhãn mác bao bì sản phẩm và truy xuất được nguồn gốc. Để giải phóng đất cho sản xuất vụ xuân, hiện nay người dân đang tích cực thu hoạch cây trồng vụ đông. Diện tích đã thu hoạch được gần 500 hectare, đạt 35% diện tích. Vụ đông vừa qua, toàn tỉnh gieo trồng trên 1.400 hectare, gồm các cây trồng chủ lực như khoai tây hơn 8 hectare, cây ngô trên 230 hectare, khoai lang gần 130 hectare, cây ớt 13 hectare, cây kiệu 13 hectare. Hiện người dân đang khẩn trương thu hoạch một số cây trồng như khoai lang, khoai tây, ngô. Song song với đó, những diện tích đã giải phóng đất, người dân nhanh chóng cày bừa, dẫn nước để bắt tay vào sản xuất kịp khung thời vụ. Những năm gần đây, nhiều cây trồng vụ đông giúp người dân quay vòng đất, tăng thu nhập đáng kể. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã cày ải được hơn 70% diện tích đất gieo cấy vụ xuân. Diện tích đất gieo trồng vụ xuân là hơn 8.500 ha. Đến nay, người dân đã làm đất được gần 6.000 ha. Dưới sự tuyên truyền của chính quyền địa phương và ngành chuyên môn, những năm gần đây, người dân đã chủ động cày ải trước Tết để phơi đất, tạo độ tơi xốp, giúp đất giàu dinh dưỡng, đồng thời hạn chế được sâu bệnh. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đẩy nhanh tiến độ tu sửa, nạo vét kênh mương để chủ động nguồn nước. Những diện tích không chủ động được nguồn nước, người dân đã chuyển đổi sang các cây trồng chịu hạn có giá trị kinh tế cao. Theo kế hoạch, toàn tỉnh phấn đấu cây lúa tập trung trong tháng 2, kết thúc trước ngày 15 tháng 3. Thưa quý vị khán giả, những ngày này, không khí xuân vẫn còn vương vấn trên các bản làng. Hòa cùng không khí vui xuân mới, những ngày đầu năm Nhâm Dần 2022, nông dân huyện Ngân Sơn đã bắt tay vào sản xuất vụ xuân, hy vọng về một mùa vụ bội thu. Thời tiết đang mưa phùn, đất ẩm, giúp người nông dân gieo hạt giống xuống sẽ nảy mầm, tạo điều kiện cho cây phát triển tốt. Thời tiết này hứa hẹn đem lại một mùa vụ đầy triển vọng. Với gia đình ông Hoàng Văn Tú ở thôn Bó Lách, xã Hiệp Lực sẽ cấy hơn 3.000 m2 lúa xuân và 2.000 m2 ngô xuân. Hiện ông Tú đang gieo trồng ngô, làm đất chuẩn bị gieo mạ. Sản phẩm làm ra ngoài đảm bảo lương thực cho gia đình, số thóc ngô dư ra sẽ được gia đình ông dùng để chăn nuôi, tăng gia trong gia đình. Bây giờ chú là để tập trung là trồng cây ngô, chuẩn bị đất để làm trồng lạc, trồng lúa thế thôi. Còn Tết thì đến giờ là đến hôm nay nữa là người ta đã khai xuân lâu rồi, không
Các cháu nó đi học hàng mấy ngày rồi, mấy buổi rồi, thì bây giờ mình ở nhà nông thì mình cũng đi làm thôi để chuẩn bị vụ mùa này tới này thôi. Nhưng bây giờ chú là trồng khoảng hơn hai túi ngô này, một bung lúa nữa, mới hơn hai cân lạc nữa. Đầu xuân năm mới, bà con nhân dân huyện Ngân Sơn đã tích cực ra đồng sản xuất, hưởng ứng Tết trồng cây, không chỉ sản xuất nông nghiệp mà nhiều người dân đã tích cực trồng rừng. Và cây trồng được nhiều người dân Ngân Sơn hưởng ứng nhất đó là trồng quế, trồng thông. Và đây cũng là một trong những cây trồng chủ lực nhất của huyện Ngân Sơn trong năm 2022 này. Hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây năm 2022, vợ chồng anh Hoàng Văn Phòng ở xã Vân Tùng đã ra quân trồng quế trên diện tích đất lâm nghiệp của gia đình. Trong năm nay, gia đình anh Phòng dự kiến trồng mới gần 2 hectare rừng trên diện tích đất rừng vừa khai thác, với hy vọng phủ xanh đất trống đồi núi chọc và từ rừng cũng đem lại nguồn thu cho gia đình. Năm nay thì cũng mong muốn là trồng cây, trồng rừng phát triển làm kinh tế, mong sao làm sao là được rừng các thứ là cây ăn quả các thứ là tốt đẹp. Theo kế hoạch, vụ xuân năm 2022, huyện Ngân Sơn gieo cấy gần 170 ha lúa xuân, trên 800 ha ngô vụ đông xuân, hơn 1.000 ha cây công nghiệp, cây chất bột, cây rau màu các loại, trồng mới 500 ha rừng các loại. Với sự tích cực sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới, thời tiết đang rất thuận lợi, giúp cho cây cối đâm chồi nảy lộc, giúp người nông dân tin vào một mùa vụ năng suất, chất lượng. Ngay từ những ngày đầu năm mới, huyện Ngân Sơn đã tích cực triển khai các giải pháp trong công tác trồng rừng năm 2022, với mục tiêu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Theo kế hoạch trồng rừng năm nay, toàn huyện phấn đấu trồng 500 ha rừng, trong đó trồng cây phân tán gần 67 ha, trồng rừng tập trung sản xuất 5 ha, phòng hộ 8 ha, còn lại là trồng rừng sau khai thác và một số dự án khác. Đến thời điểm này, người dân đã đăng ký trồng đạt gần 150 ha. Một số hộ đã chủ động mua cây giống, đồng thời xử lý thực bì và tiến hành trồng khi thời tiết thuận lợi. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện trồng rừng và khi thấy hiệu quả từ rừng trồng, nên người dân trên địa bàn huyện đã thay đổi nhận thức và chủ động thực hiện trồng rừng. Nhờ vậy, niên vụ trồng rừng 2021, huyện Ngân Sơn đã thực hiện trồng được 554 ha, đạt 158% kế hoạch. Nhường cho con rồi, để cho con ở rồi. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nha Rì đã giải ngân trên 4 tỷ đồng vốn vay cho người dân. Trong đó giải ngân được trên 2,2 tỷ vốn vay hộ nghèo, hơn 1 tỷ đồng vốn vay giải quyết việc làm và chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, gần 1 tỷ đồng vốn sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và hộ cận nghèo. Các nguồn tín dụng khác đang được ngân hàng phối hợp với các địa phương, tổ tiết kiệm và vay vốn triển khai đến người dân, qua đó tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cũng thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội thăm nắm, kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các hộ vay vốn để nguồn vốn phát huy hiệu quả, góp phần vào công cuộc giảm nghèo bền vững tại địa phương. Thực hiện nghị quyết số 406 của Quốc hội, huyện Bắc Nạm sẽ thực hiện miễn thuế cho 185 hộ kinh doanh. Qua kiểm tra, rà soát các hộ kinh doanh thuộc đối tượng được miễn thuế theo nghị quyết số 406 của Quốc hội, 185 hộ kinh doanh này được miễn thuế với số tiền hơn 220 triệu đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng được miễn 149 triệu đồng, thuế thu nhập cá nhân được miễn gần 72 triệu đồng. Chủ trương này nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân trong bối cảnh COVID-19. Hiện nay, nhu cầu nhập khẩu dăm gỗ tại các nước đang tăng mạnh. Do vậy, một số xưởng sản xuất kinh doanh đồ gỗ trong tỉnh đã tận dụng cơ hội này để tập trung phát triển sản phẩm gỗ dăm và bước đầu thu được hiệu quả. Ghi nhận tại một xưởng chế biến gỗ ở thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới. Đầu năm 2021, xưởng chế biến gỗ dăm do anh Lục Văn Hiệp ở thị trấn Đồng Tâm quản lý bắt đầu đi vào hoạt động. Đây cũng là thời điểm mà nhiều cơ sở chế biến gỗ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, xưởng của anh Hiệp vẫn duy trì hoạt động ổn định vì luôn có những đơn đặt hàng đem đi xuất khẩu. Xưởng mình đây thì không phải tạm ngừng hoạt động vì dịch Covid. Lợi thế của gỗ băm này thì nó là hàng tận dụng, tận thu. Nên ra là mình cũng có lợi thế là tận dụng được nhiều cái cành, ngọn để mình mang về sử dụng. Sản lượng một ngày bình quân là được khoảng cỡ 100 tấn. Hiện các thị trường nhập khẩu dăm gỗ chính của Việt Nam bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc.
Đặc biệt, việc Trung Quốc mở rộng công suất các nhà máy bột giấy đã làm tăng nhanh chóng về nhu cầu nhập khẩu giam gỗ tại quốc gia này. Trong khi tại Bắc Cạn, nguồn nguyên liệu gỗ keo để chế biến gỗ giam rất dồi dào. Nắm bắt cơ hội đó, một doanh nghiệp ở Thái Nguyên đã đầu tư mở xưởng chế biến gỗ tại thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới và giao cho anh Lục Văn Hiệp quản lý. Theo anh Hiệp, lợi thế của gỗ băm là hàng tận thu nên cơ sở tận dụng từ cành, ngọn của cây keo mang về băm. Vì vậy, người trồng rừng không bị lãng phí tài nguyên mà còn có thêm nguồn thu nhập ngoài việc khai thác lấy gỗ. Đặc biệt, sản phẩm này không phải phơi như gỗ bóc. Sau khi thu mua về xưởng thì mang vào máy băm trực tiếp và được đem đi xuất khẩu luôn, do đó không bị phụ thuộc vào thời tiết, đồng thời tiết kiệm được nhân lực và công phơi sấy. Nhờ hoạt động thường xuyên liên tục, trong năm 2021 vừa qua, xưởng chế biến gỗ này xuất khẩu được trên 2.000 tấn sản phẩm, qua đó đem lại thu nhập ổn định cho nhân công từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Ngoài việc tập trung sản xuất, cơ sở này còn chấp hành đầy đủ các quy định về chế biến lâm sản. Quá trình kiểm tra thì các chủ kinh doanh chế biến lâm sản trên địa bàn thực hiện tương đối tốt. Đấy, công tác nhập xuất lâm sản được thể hiện ghi chép đầy đủ vào sổ nhập xuất. Xưởng băm này thì từ đầu năm đến nay thì là xưởng băm là chưa vi phạm trong quá trình chế biến lâm sản lần này. Cơ sở đã đi vào quy củ, thực hiện đúng theo quy định. Những năm gần đây, lợi nhuận thu được từ xuất khẩu giam nhanh, vốn đầu tư cho nhà máy chế biến giam không nhiều và diện tích rừng trồng lớn đã tạo nguồn nguyên liệu sẵn có cho ngành giam. Thêm vào đó, chính sách miễn thuế xuất khẩu giam và những cơ chế thông thoáng trong chế biến lâm sản cũng đã và đang tạo động lực giúp các cơ sở sản xuất gỗ giam trên địa bàn tỉnh từng bước phát triển. Thưa quý vị khán giả, đến nay toàn tỉnh còn 3 điểm ô nhiễm nghiêm trọng gồm bãi rác cũ huyện Na Rì, kho vật tư nông nghiệp huyện Ngân Sơn và kho vật tư nông nghiệp huyện Chợ Mới. Đây đều là những điểm ô nhiễm nghiêm trọng tồn tại nhiều năm nay, chưa được xử lý dứt điểm. Nguyên nhân là do thiếu kinh phí và ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vấn đề xử lý các điểm ô nhiễm này đang có những tín hiệu tích cực ngay từ những ngày đầu năm 2022. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Đây là hình ảnh kho vật tư nông nghiệp huyện Chợ Mới tại thị trấn Đồng Tâm. Thoạt nhìn người ta cũng chỉ cho rằng căn nhà này khá cũ kỹ và bị bỏ hoang không dùng nhiều năm rồi. Song bằng những kiểm nghiệm thực tế, lượng hóa chất tồn dư trong đất khu vực này là rất lớn, khiến cho nó trở thành điểm ô nhiễm nghiêm trọng suốt hàng chục năm nay. Kho vật tư thị trấn Chợ Mới trước đây, nay là thị trấn Đồng Tâm, thì cũng quá lâu năm rồi. Thế thì do để cái kho thuốc hiện nay thì đã ngấm và ảnh hưởng đến cái khu đất và khu nhà. Thế thì cũng mong muốn là của nhân dân và các hộ xung quanh thì cũng đề nghị các cấp trên là tạo điều kiện là sẽ sớm cái xử lý. Một tín hiệu vui cho thấy năm 2022, tỉnh Bắc Cạn đã quyết định bố trí 3,6 tỷ đồng để thực hiện việc xử lý điểm ô nhiễm nghiêm trọng tại huyện Chợ Mới. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Cạn được giao làm chủ đầu tư nguồn vốn xử lý điểm ô nhiễm nghiêm trọng tại kho vật tư nông nghiệp này. Hiện tại, công tác khảo sát tìm phương án khắc phục đang được đơn vị triển khai ngay. Thì năm 2022, thì tỉnh cũng đã giao kinh phí cho sở để thực hiện một điểm ở dưới Chợ Mới, đó là cái điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do tồn lưu của thuốc bảo vệ thực vật tại chi nhánh vật tư nông nghiệp Chợ Mới sẽ thực hiện vào năm 2022. Theo kế hoạch sơ bộ thì nguồn vốn này sẽ được đầu tư để phá dỡ căn nhà này và khu vực xung quanh, sau đó tiến hành nạo vét, xử lý số lượng hóa chất tồn dư trong đất theo phương án kỹ thuật cụ thể. Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của tỉnh Bắc Cạn đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc kiểm tra xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường không những cần sự nỗ lực của ngành chuyên môn mà còn phải có sự phối hợp hiệu quả của các địa phương. Chương trình Thời sự sáng chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những chương trình tiếp theo trên kênh TBK.